Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê, mình là Minh Kha đây. Trong đầu ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành là test game với chiếc Redmi Turbo 3, chạy con chip Snapdragon 8S Gen 3 với một điểm số rất cao lên tới là gần 500.000 điểm GPU và tổng điểm của nó là gần 1,5 triệu điểm. Rồi ok, đó chỉ là về mặt thông số thôi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần test game luôn nhé. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Điện Thoại Hay đã hỗ trợ cho mình chiếc máy này. Điện Thoại Hay là một trong những đơn vị đầu tiên mang cái chiếc máy Redmi Turbo 3 này về tại thị trường Việt Nam và rất may mắn là mình cũng đã được trên tay và bây giờ mình sẽ tiến hành test game em nó đây. Ok, như vậy mình đã vào game rồi nhé. Ui, mới vào cái là... Từ từ đã nào. Show cái phần đồ họa cho mọi người xem đã. Trời ơi. Thì các bạn sẽ thấy tất cả đều cao và 60fps mặc định luôn với con 8S Gen 1 này. À, 8S Gen 3 này. Đó. Nay lại còn cái vụ ta. Ồ, đồ drop kinh lắm. Đồ drop kinh lắm. Xuống còn 33 hết này. Đánh nốt con này nè. Đấy, thì pin sẽ là 78% các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ show cho các bạn xem là về cái chế độ này. Ultimate Mode nha, AI cái thứ này kia trông rất là uy tín nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu là từ 14 giờ 17 phút này. Pin còn là 78%. Đang đi ngoài đồng cỏ thì cũng thấy tương đối khá là mượt. À, dùng skill nha. Dùng skill này, à, cũng gọi là có mượt. Xé nó một cái này. Ok. Order cai chui. Trồi lên. Bye bye luôn. Thằng này lắng nhanh đấy nhỉ. Chô già cũng mượt đấy, nói chung là xuống 48 nhưng mà cũng lên lại 59 khá là nhanh. Xuống 45 này. Bye bye. Cũng gọi là không phải là quá giật lag đâu các bạn à. Nhìn chung là cũng ổn á, khá là dễ chịu. Tính ra mình cảm giác được cái sự hiệu quả khi mà bật chế độ performance cao nhất. Chế độ này gọi là chế độ gì nhỉ? Ultimate Mode. Trời ơi. Hết performance rồi là Ultimate. Ở chung, đây là một cái chiếc máy mà các bạn có thể thấy là nó thiên về hiệu năng, tập trung rất nhiều về mặt hiệu năng. Đấy, cũng như là có một cái màn hình rất ok để mà chúng ta có thể trải nghiệm chơi game trên này. Drop xuống 41 rồi này. 36, 32 này. Ui, cái này drop sâu thế. 28, 27 này. Test thử nhiệt độ tới đâu rồi. Mặt lưng làm từ nhựa cho nên là mặt trước nó sẽ nóng hơn. Nói chung là bên trong thì nó đo được 48 độ, bên ngoài loanh quanh tầm khoảng 46 độ. Đấy, nó sẽ có những cái sự chênh lệch như thế. Tại vì là cái kia là nó đo từ cảm biến bên trong luôn, còn cái này là mình đo bên ngoài rồi. Lượng nhiệt mà khi truyền ra bên ngoài như là mặt kính màn hình thì nó cũng sẽ có cái sự hao hụt.
Chưa kể là mình cũng đang ở trong một căn phòng có điều hòa nữa, 27 độ. Và lên tới 46, 47 độ như thế này nhưng mà không thấy có hiện tượng bị bóp hiệu năng nha. À hình như là có đấy các bạn à, không lên được 60 nữa mà chỉ là maximum tối đa là 55 thôi. À vẫn lên được, không có bị lóc FPS các bạn nha. Chỉ là cơ bản là nó nóng rồi nó giảm hiệu suất thôi, cho nó chưa bị lóc. Vẫn lên được 59 này. Drop sâu nha. Chù dạ, bà ba. Chung con này thì mình nghĩ là mua về chơi PUBG Liên Quân Liên Minh thì được, chứ mà Genshin Impact thì vẫn đuối lắm. Tất nhiên là cũng sẽ có máy là chơi ổn, mà có những máy thì bị các hãng giới hạn. Mỗi hãng thì nó sẽ có mỗi cách tối ưu giới hạn hiệu năng khác nhau. Đấy. Để hướng đến những cái đối tượng người dùng nó cũng khác nhau. Nên là nếu như mà bạn nào mà muốn mua một chiếc máy có thể chơi được Genshin Impact ấy, thì con này chơi cũng được, nhưng nhu cầu mà dừng lại PUBG Mobile, Max Setting các kiểu thì nó sẽ hợp lý hơn. Chứ Genshin Impact mà kiểu Max Setting như thế này thì cũng hơi khó. Này drop lắm rồi, xuống 19 cái này là biểu hiện rõ nhất cho hiệu suất của chiếc máy này. Bye bye luôn. Trời ơi, FPS bây giờ còn dưới 30 các bạn ơi. Nên là nếu mà có test nữa thì nó cũng như vậy thôi. Đấy, thì cũng đã được 15 phút. Các bạn có thể thấy được rằng là nhìn chung nó sẽ có rất nhiều hiện tượng bị drop như vậy. Trong vòng 15 phút thì pin nó sẽ còn là khoảng 70%. Pin tục cũng khá là nhiều, nhiệt độ lên tới là 48,3 độ theo như máy đo. Cũng như là bên ngoài thì nó sẽ trên khoảng 2 độ, là chỉ tầm khoảng 46,3 độ thôi. Đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong ngày hôm nay. Còn mà ngay sau thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.